Người tiêu dùng tâm lý thật hoang mang, đồ ăn và thức uống xuất xứ phải rõ ràng. Phi Nhung tin dùng trà thọ mộc tốt cho thân vì ba không không phát hiện gì, không màu công nghiệp và nhất là không chất bảo quản. An toàn vệ sinh thực phẩm cần được lên sang trang. Hãy chọn sản phẩm ba không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.